Gia mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số cây sứ Thái ghép à. Mình có cây số 1. Số 1 này ghép giống này con không biết tên. Con không có nhớ tên à. Nền hoa nó là vàng nhạt à. Nền hoa nó vàng nhạt. Điểm nhấn nó là cái sọc hồng giữa cánh hoa nè. Hoa của nó dạng cánh kép. Cây mình ghép là 6 bo. Phủ tầm bằng tay. Giá 140.000. Rồi, con quay lại cho mình xem mặt hoa nó cái ha. Nền vàng nhạt, sọc hồng nha. Rồi, số 2, Kim Anh. Ghép 5 bo, 130. Củ Kim Anh này to tầm bằng tay mình xà ra. Trời mưa, con quay lẹ xíu. À, rồi, số 3, Yến Nhi Chính, Vĩnh Lộc 16, màu trắng với màu tím nha. Cây mình 7 bo, 130, 7 bo củ gọn. Số 4, cây sứ củ vàng. Cây này là cái củ vàng nè, nó nổi lên cái rễ nó màu vàng luôn rồi nha. Củ này về là mình sang chậu nó liền rồi. Nè, trong đây cái củ nó, cái rễ nó đi ra phần căng cái bịch bóng này luôn. Cái này là nó bị chạy cái lớp vỏ ngoài ha. Nó chạy nè, nó ha, nó bung qua nó chạy lớp vỏ xanh ngoài nè. Cái này là nó nổi lên vàng ươm luôn ha. Cây mình ra là được 4 cái tựa lớn này. Rồi cái tựa chính này nó lên nó bung ra được 3 nhánh trên nữa. Rồi cây này là giá 300.000. Số 4. Số 5 là cây Vinh Hoa Đột Biến. Hoa này nó mới vừa bung ra. Nãy thổi nhẹ cho nó bung ra hơi cho mình thấy mặt hoa nó. Cây này thì ghép 6 bo, 130. Quay kịp không, đây mưa rồi. Số 6, Ngọc Khuê, ghép 3 bo, 130. Số 7, Reti, màu vàng. Reti mình đang cho nụ luôn nè. Cây này cũ nhìn hơi quái xíu, 130. Số 8, ghép giống ti ti 3 bo, 130. Số 9, ghép 2 giống Reti màu vàng, Reti đang vô nụ. Rồi ruby màu đỏ nè, có nè, đang nở luôn. Ruby là 5 cánh, Reti dạng 3 lớp. Reti mình chăm sóc đúng là nó vô 3 lớp ha. Còn chăm sóc nó thiếu phân thuốc, nó chỉ 2 lớp. Rồi, cây mình 5 bo, 130. Số 10, Phương Lâm vàng, 6 bo, 140. Số 11, Ý Xuân, màu vàng vàng cánh kép luôn, 6 bo, 150. 12, Đại Hồng Bích, 3 lớp màu trắng cánh viền. Cái Đại Hồng Bích này ghép 7 bo, 130, củ gọn. 13, ghép 2 giống rồng đen, 3 lớp màu đỏ cánh viền đen. Và candy dạng cánh kép màu vàng cánh viền hồng. Khóa à, đi xích ra con. Đây, cây mình đang vô nụ này nha. 8 bo, 140. 14, ghép giống là hai giống nữa nè. Reti màu vàng, Poseidon màu hồng. Đây, Poseidon đang nở hoa luôn. Rồi, Reti thì đây, hoa Reti có luôn. Cây mình 5 bo ha, 130. 15. Cây này ghép 2 giống nữa. Vinh Hoa và Kiều Diễm. Đây, Vinh Hoa nó đang cho ra là hoa. Cái giống này nó cũng rất là xiên bông. Cho ra nụ chùm không ha. Nè, ra một chùm luôn. Mưa quá. Cây này là Vinh Hoa, ghép giống Kiều Diễm, Hot Girl nữa. Hot Girl là 2 lớp màu đỏ, Kiều Diễm là 3 lớp màu hồng. Còn Vinh Hoa là hồng, có sọc tím tím nha. Rồi, cây này là 8 bo, 130. Số 16, Kim Lân, hoa màu đỏ.
cây 4 bo 130. Cây này cũ khá là to. Cây này con làm giá lộn rồi, thôi lỡ rồi bán luôn. Củ to quá. Rồi, củ bự ha, 130. 17 kiều diễm. 3 lớp. Màu hồng à, viền trắng ngoài. Cây này ghép 9 bo, 150. Củ tầm bàn tay con xè ra. Rồi 18 kim anh 3 lớp màu cam. Có cái sọc đỏ nè. Cây 6 bo 140. 19 xuân ý 3 bo, củ to. Củ này hình dẹp ha. Nó vô nó chặt cái chậu này luôn à. 120. 20 phú lộc màu đỏ dạng cánh kép. Rồi Vĩnh Lộc 16 màu trắng nè, dạng cánh kép luôn. Trắng tinh, điểm nhấn của nó là có một cái đường sọc hồng nhẹ. Cây 5 bo 130. 21 thiên hương. Thiên hương giống này có hương thơm nhẹ. Cây 6 bo, củ nhìn hơi quái. 160. Thiên hương màu hồng. 22 ruby 5 cánh màu đỏ. Ruby giống này nó rất là xiên hoa. Mình nhìn một số hoa nó ra còn mang nụ nè nha. 7 bo, giá 140 ngàn. Và 23 là ghép 3 giống luôn. Ruby 5 cánh màu đỏ, hồng ngọc dạng cánh kép màu hồng. Hồng ngọc nè, mới vừa bung ra. Và xuân ý màu vàng cam. Cây mình được ghép 11 bo. Cây này con vô chậu lớn nha, chậu C10, giá 250 ngàn. Cây này về mình kéo tàn nó ra là cái tàn nó bung ra. Cây này có bộ tàn khá là đẹp mắt nè, xòe ra tròn. 250. 24 màu tím than dạng cánh kép. Ghép 8 bo, củ tầm bàn tay 150. 25 ghép 2 giống ngọc băng màu trắng kim anh màu vàng cam. Cây mình 9 bo 140. 26 ghép 2 giống candy màu vàng long thành màu đỏ. Long thành, đây là candy mới có nụ. Cây mình ghép là 46 bo 140. Ta ghép hai màu, nói chung hãy ghép hai màu là cũng phối màu ha. Vàng đỏ. Rồi, tới 27 lưỡng nghi ghép 6 bo 140. Lưỡng nghi là hoa 5 cánh, có hoa đang nở luôn. Bên con chọn những giống 5 cánh á, là những cái giống mà nó xiên hoa. Xiên hoa và ra cho hoa chùm. 28 ghép 2 giống nữa, kim anh vàng cam, ngọc băng màu trắng. Cây này chưa có hoa nở, chỉ có nụ ha. Vô nụ, nếu cái này mình đi xe Tô Châu về là có thể mình ngắm hoa liền được luôn. Đây, này là hoa kim anh nha, đây là ngọc băng. Cây mình ghép 4 bo, 130. 29 ghép 2 giống nữa, phú lộc màu đỏ. Và Zanda là 5 cánh, phú lộc hoa 3 lớp nha, Zanda là 5 cánh nè. Cây này ghép 8 bo, củ to tầm bàn tay con xòe rộng ra. 150. 30, một cây dáng nằm ghép giống hồng ngọc. Hồng ngọc mình cho nụ rất là nhiều luôn nè. Cây dáng nằm, củ nó nổi lên thì to tầm bàn tay của con, một gang tay con nha. Cái củ này hình như một hình một con thú. 5 bo, 150, hồng ngọc. 31 ghép 2 giống Reti màu vàng, 3 lớp. Ruby 5 cánh màu đỏ. 7 bo, 130. 32 kỷ nguyên, ghép 2 giống kỷ nguyên là màu đỏ. Đây, kỷ nguyên hoa đỏ. Và cẩm hồng là hoa 3 lớp màu hồng. Cây mình được ghép 6 bo, giá 130. 33 là cây này thắt biếm, ghép 2 giống
Cái tầng thấp này là ghép giống Reti hoa vàng cánh kép màu vàng nha. Rồi còn tầng cao này á, là ghép giống Đại Hồng Bích hoa ba lớp màu trắng cánh viền hồng. Cây này thắt biếm. Chiều cao của cây mình thì cao con đặt thử là 3 gang tay. 3 gang nha, tính từ mặt cho đi lên. Còn cái củ thì tầm bàn tay của mình. Số 33, cây thắt biếm 350.000. Ghép hai giống. Cái tầng này là giống Reti và tầng cao đây á là Đại Hồng Bích màu trắng cánh viền hồng. Rồi thì hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị một số cây sứ Thái ghép. Và khi cô chú và anh chị mua hàng, xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ạ. Mình yêu thích kênh Hoa Sứ Leza thì hãy bấm đăng ký để mỗi khi mà con đăng clip mới bán thì nó sẽ báo cho cô chú và anh chị mình tiện theo dõi. Rồi con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Dạ con xin cảm ơn rất là nhiều.